Xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ giải đáp những cái thắc mắc của các bạn khi mà nâng ngực xong thì có nên thả rông ra hay không. Thì mọi người cùng xem video nhé. Và xin tự giới thiệu, tôi là thạc sĩ bác sĩ Phạm Tiến Mạnh, là bác sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ. Và trong những cái video trước thì bác sĩ đã chia sẻ cho mọi người thấy những cái con đường nâng ngực, những loại túi nâng ngực. Và sau khi mà chia sẻ xong thì rất là nhiều bạn có cái thắc mắc rằng em nâng ngực xong thì bây giờ có nên thả rông ra hay không? Bởi vì mọi người thấy rằng bất kể một người phụ nữ nào thì cũng muốn khoe cái vòng một đầy đặn, vòng một sexy của mình. Thế nhưng ở đây chúng ta cùng phải tìm hiểu rằng, thứ nhất, nâng ngực là một cái biện pháp sử dụng túi độn để mà đặt dưới cái cơ ngực lớn hoặc đặt dưới cái nhu mô tuyến để mà nâng cao và làm cho cái khuôn ngực ra, làm cho cái vòng một của bạn đầy đặn hơn, sexy hơn, và đặc biệt nó tạo ra cái khe ngực e-line làm chị em phụ nữ rất là gợi cảm, đúng không ạ? Và ngay cả như tất cả mọi người đàn ông mà khi nhìn vào một người phụ nữ có một cái khuôn ngực đẹp, có một khe ngực đẹp thì nó cũng rất là thu hút những cái ánh nhìn của người khác giới. Thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái nhu mô tuyến, cái da vùng ngực của người phụ nữ thì nó tương đối là nó lỏng lẻo. Mọi người thấy rằng khi một người phụ nữ thì thường trải qua những cái quá trình, ví dụ quá trình mang thai này, quá trình sinh con này, nuôi con bú này, sau đó là quá trình lão hóa, cái cơ thể bắt đầu nó nhão ra, nó làm giảm mất cái collagen. Và mọi người để thấy là ngay cả không can thiệp gì thì cái khuôn ngực của người phụ nữ nó có cái xu hướng là nó sẽ chảy xệ và nó làm cho teo lép dần cái mô ngực ở cái phía trên ngực của khách hàng. Thì khi mà các bác sĩ thực hiện cái phẫu thuật nâng ngực, đó là sử dụng những cái túi độn để mà đặt vào dưới cơ ngực lớn và đặt vào cái dưới cái nhu mô tuyến ở cái khuôn ngực của người phụ nữ, thì mọi người thấy rằng nó làm tăng lên đó, cái trọng lượng và tăng lên cái kích thước ở cái khuôn ngực của người phụ nữ. Thì khi mà các bạn đi lại, vận động, sinh hoạt rồi thậm chí là chạy nhảy thì mọi người thì thấy rằng nếu mình không sử dụng những cái áo nâng đỡ toàn bộ cái khuôn ngực hoặc những cái áo định hình thì mọi người thấy rằng là cái tốc độ sa trễ của cái khuôn ngực của khách hàng thì nó sẽ tỷ lệ thuận và nó tăng lên rất là nhiều. Bởi vì mọi người thấy rằng một cái trọng lượng bình thường nó đã có xu hướng sa trễ rồi, đây là còn kết hợp thêm cái trọng lượng của cái túi nâng ngực thì đương nhiên nó sẽ nặng hơn rất là nhiều và nó sẽ làm tăng lên rất là nhanh cái tỷ lệ mà cái khuôn ngực của khách hàng sẽ bị sa trễ nếu mình không sử dụng những cái áo lót để mà nâng đỡ cái khuôn ngực và không sử dụng những cái áo định hình. Ngoài ra thì có một số những cái khách hàng mà bác sĩ làm cho các bạn đó, thì các bạn cũng rất thích là buổi tối đi chơi rồi đi bar rồi đi sàn tất cả mọi thứ, không muốn mặc áo ngực để mà tạo ra cái nét đầy đặn và căng tròn của cái khuôn ngực. Thì nhưng mà bác sĩ khuyên rất là khó, thì mọi người thể thấy là sau 1-2 năm cái khuôn ngực như vậy nó rất dễ là nó chảy xệ và nó có xu hướng nó bị lão hóa rất là nhanh. Nên lời khuyên bác sĩ dành cho các bạn ở đây là sau khi nâng ngực xong đó, thì mọi người không nên thả rông mà hãy dùng những cái áo ngực và áo định hình để mà cố định lại cái khuôn ngực của các bạn. Và các bạn muốn vòng ngực sexy thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái áo lót và tạo ra những cái khe ngực để mà làm cho những các bạn khác giới có thể thu hút những cái ánh nhìn. Và mọi những câu hỏi hoặc thắc mắc thì các bạn hãy comment trực tiếp ở dưới video, bác sĩ sẵn lòng giải đáp cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Nhớ subscribe và follow kênh của bác sĩ nhé.